Ăn miên tạp ta thấy ngon á, nhưng mà để kiếm gì rửa tay ăn. Rồi, thông báo quý vị nha, ăn uống xong rồi rửa tay là mình tự ra ngoài mua đồ mình rửa tay cho kỹ nha. Chương trình lớn như cái gì mà tự nhiên đưa cái chai xà bông không còn biết xà bông làm sao mà rửa, làm sao mà rửa, lấy gì rửa. Ủa, sao là nó có chương trình là 1 tỷ 8? 1 tỷ 8? 1 tỷ 8, 700 mấy chục triệu là bầu gồm cho bánh hết rồi, chỉ như chứ có hỏi người ta 108 thôi. Không có tiền mua nước rửa tay. Vậy tối nay nhậu gì? Ủa, đạo diễn là ai? Đạo diễn là ai? Đi nghe, đi nghe, đi nghe. Lý Khắc Linh Tinh nè, chị nè, nè. Đừng để tám mà đưa đại diện cách tiền rồi bạn đi kiểu cô đậu người ta vậy đó, tiền rửa quá rồi ơi. Ê, bữa nào để ý, bữa nào cũng vậy nha Tùng. Ví dụ mà Tùng ăn uống là cái gì cũng có em chứ. Cái vậy mà không có mua cái gì vô trong cái nhà bán quán. Ủa cái gì kỳ vậy má, một lần thấy người ta làm đồ ăn là nói ồ ướt gì ướt gì trong cái má mình bán một tuyến mắt mà mình từ xưa nổi tiếng chợ người dắp hủ tiếu cua hạnh không hề lấy một cọng hủ tiếu cua hạnh luôn nè, chưa hề luôn á nè. Nếu 500.000 tư cái chương trình này của năm ngoái giờ chưa trả. Ủa đây nè nói cho nghe nè, kêu tôi tới nhà ăn, tôi xách một đống bịch quan tới nhà chứ tôi chưa ăn được một cọng hủ tiếu của cô hạnh luôn. Kêu chưa bao giờ cô hạnh là má nó. Trời đất ơi, cái gia đình mà sống xa từ má đứa con vậy. Nè, bên đường nói chửi gì chửi cũng ăn. À. Mới nghe mà sao có má Trang sao nó ăn dữ vậy? Ăn chưa? Ăn đâu quá chị đưa ăn cái này là em ăn nãy giờ đó. Em tính thi đố với anh Tùng hay gì? Đâu quá. Nhưng mà ghét xích lô rồi đó. Ăn quá có văn bản của đài gửi xuống ký tên luôn. Nào. Trời ơi, tôi nhận nghe tính nó bình thường là thằng Phú nó làm cái chương trình này không, cuối cùng giờ không nhận bà này đuổi nhỏ ra nó nhận bị bệnh. Thôi giờ ấy rồi, mọi người ăn đồ mặn xong rồi phải không? Đưa đồ ngọt ra đi, đưa đồ ngọt ra đi. Mấy cái gì đó, Rồi đúng rồi, kinh tế có khó khăn gì qua đưa ra cho bà con ăn chứ đâu phải. Đây nè, đó. Không phải mà cái thái độ mà giống như giúp nhà đâu có đúng không? Giúp nhà đâu. Hay là gì, lương khô? Không, cái này là cái... Đâu, lương khô á. Cái để năm ngoái là giờ tết năm ngoái vậy. Vậy mới hôm năm kia tại giờ mình dừng đó. Mỗi năm thì tiếng như mới gặp là một lần. Năm ngoái cũng đông vui như vậy. Sau đó bà này người bị Covid đầu tiên về lấy chị em. Trời ơi, cái đợt đó là cái này tại sao có hình Khali là gì? Tại vì chị phải mua của nó đó. Chị cho em ăn đó. Chị bỏ tiền đó đó. Em ăn mà chị giống tiếp nào như vậy mà bò chỉ hát tung beo làm sao được em. Vừa giọng vừa sẵn để ăn sẽ là phỏng vấn. Mẹ ăn rồi. Không phải mọi người hả mẹ? Đó. Mẹ cô đúng không? Đúng rồi. À, tự lương tự khô đó vậy. Trời ơi, giờ ăn bán mà không biết luôn. Bán. Dạ, bữa nay bán gì hả? Bà đi không? Bà đi bán cho mọi người. Bà bầu quá trời quá đất mà làm cho Lý Cát Linh đồng rồi ai cũng lấy gì hết trơn á. Trời, nó rất là kỳ. Nó có hai loại nữa, chị cho hai loại luôn hả? Em thấy có một loại à? Hai thấy rồi, hai loại cái chanh bông với cái nhân bông. Sao có này loại nữa? Loại nào nữa? Cái chanh bông này. Ủa thì vậy em ăn cái đó nữa hả? Thì mới đây cái này là những cái body đi chợ giá chắc ra cũng phải ra cái thân em áo chợ giá rồi Nó bé ăn no rồi giờ không có nước uống.
chị tin em, chị tin em. Thu làm sao mà hiểu Thái Minh Tùng bằng tôi? Chúng tôi có một quá trình gần 20 năm. Gần 20 năm chứ không phải mới đây đâu. Nghe giọng bà Chi nè, nghe giọng bà Chi nói đi nè. Giờ chị tin em làm sao để cho mọi người tin em, đừng nghe lời của tôi. Tin em gì? Con đừng có tin nó. Còn bán đâu? Bây giờ còn đâu? Con. Thì chứng minh cho mọi người biết. Không bao giờ chứng minh thì mà đâu có khùng rồi. Đúng rồi. Nói đến như vậy rồi mà em không cười thì bớt đi. Cô xuống chốc. Cô Phan An mặc hàng gì mà ấy tên đưa mọi người vô mặt đi. Sao? Ăn uy tín sao chứ bây giờ vậy mất uy tín. Ăn trưa được rồi. Ăn quá trời ăn. Nhớ chị ăn rồi ta. Đây là ăn sáng. À, hiện đồ mặt trước đi hiện. Hồi tiếng ngày mặt đi. Chị đi mà. Chưa. Này ăn dặm. Bà Tùng đang mang mang cho ăn rồi mà. Ê ê. Chị chưa hề ăn. Ăn sáng xong ăn dặm xong rồi. Nhưng mà chị ăn rồi mà. Nhớ ơi, quần áo cất kỹ nha. Để nào lát nó chơm cái quần á, nó tông mệt lắm á. Thì rồi là chơm của ai vậy? Em hết cái quần nè. Đúng rồi. Có con mèo là tóc dày không? Tại sao? Có con mèo tóc dày không? Con mèo này là coi như là cô của con cọp. Mèo châu Phi. Con mẹ nó vậy đó. Ủa tại sao tôi hỏi trong lúc là mặc đồ sao trang phục ra để làm tóc làm tay thì không ai trả lời. Bây giờ tới đây mà còn chưa biết tôi bận đồ màu gì nữa. Đúng rồi. Là cái gì bộ nào xấu nhất đưa tôi chứ gì? Vậy đưa đi còn hỏi màu gì đi nữa. Cái này là con mèo hoang. Cái này là một tỷ tám, cắn chế một tỷ bảy mấy trăm. Quan trọng là cả cái xe tụi mình bao nhiêu? Mỗi đứa 180. 180 gì? Chục đấy. Trịnh Kim Chi đưa cho cái cậu thu âm 12 triệu để được hát đầu. Hèn chi, tôi tức lắm. Nè Trịnh Kim Chi xong rồi tới Tiết Thu mới tới cái tượng. Đúng rồi, 12 triệu. Nè cái ngày hôm qua đó. Đây là cái ngày hôm qua đó. Mày gọi tao lúc đó tao đang dọn mâm cơm ra. Xong em gọi chị là chị ơi đi lên nha. Đi ra là HTV chưa, tao ngồi khóc một rầm luôn. Tao bấm Facebook lên, tao nhìn thấy là Quý Bình đăng của tôi. Tao khóc rầm, tao nhắn cho Lý Khắc Linh. Tại sao không có mời tôi? Tôi bị tổn thương. Ông nội này quản hồn điện lại. Đâu có anh, không biết dụng gì, không có anh. Bà Hên á, chị lên rồi, chị gọi tới 12 giờ đêm. Bà Hên mà không được mời đến các bạn. Làm khán giả tới 12 giờ đêm, không dám đi về. Rồi xong rồi chưa thay đồ luôn. Bây giờ tôi chưa sao vậy? Rồi anh chụp lại đi. Hello, 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 hello,